Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Táo Store. Trong video hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách làm sao chúng ta có thể hiển thị cái phần trăm pin ở trên chiếc MacBook của chúng ta. Như các bạn đã biết thì lên MacBook Ventura chúng ta sẽ có thể có những cái tùy chọn hiển thị phần trăm pin như các phiên bản macOS đời cũ và cách làm của nó như thế nào. Thì trong video hôm nay Táo sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta hiển thị phần trăm pin ở trên chiếc MacBook của chúng ta nhé. Cụ thể ở đây là mình đang chạy bản macOS Ventura. Trước khi bắt đầu vào video, nếu như các bạn có bất cứ thắc mắc nào về iPhone, iPad hoặc MacBook thì các bạn hãy để lại comment phía dưới cho bọn mình biết để bọn mình có thể làm ra những video hướng dẫn các bạn một cách đơn giản và chi tiết. Ngoài ra nếu các bạn cảm thấy video hay và hữu ích, đừng quên like, đăng ký kênh của bọn mình nhé. Ok, để hiển thị cái phần trăm pin này rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ phải truy cập vào cái phần setting của Ventura nhé. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ kéo xuống cái Control Center này. Cái Control Center nhé, các bạn nhớ nhé. Ở đây chúng ta sẽ có một cái phần là Battery, tức là hiển Show Battery in Menu Bar. Đây, các bạn có thể theo dõi, chúng ta có thể hiển thị nó. Và trong cái tùy chọn Show này thì chúng ta hãy mở cái là Show Percentage này. Mình đọc tiếng Anh từ này nó không trực chuẩn lắm. Rồi, đây là cái hiển thị phần trăm đây. Đó, đây là một cái tính năng khá là hay. Nếu mà thay vì chúng ta hiển kích vào pin thì chúng ta mới biết được phần trăm pin, thì chúng ta có thể hiển thị nó luôn. Đó, thì điều này sẽ cực kỳ hữu ích khi mà chúng ta có làm việc nhiều, thì chúng ta sẽ biết được là cái MacBook của chúng ta còn bao nhiêu phần trăm pin, để chúng ta có cái kế hoạch cũng như là có cái phương án để chúng ta sạc lại cho chiếc MacBook của chúng ta. Vậy thì cách làm rất là đơn giản. Chúng ta vào Control Center, rồi kích vào cái Battery, phần trăm pin này. Và các bạn hãy chọn cái Show Percentage này, hiển thị phần trăm này. Đó, đây là một cái cách làm rất là đơn giản mà khi chúng ta cài Mac mới, một số bạn không để ý. Và các bạn hay rơi vào trường hợp là máy làm chúng ta làm việc tập trung quá và máy của chúng ta dễ bị tắt nguồn. Ok, mình hy vọng là cách này rất là đơn giản và ai cũng có thể làm được. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.